Thôi quẩy nào. BP trước. Nick này chơi 2.000 vé. 2.000 vé tương đương với tầm khoảng 12 triệu rưỡi. 12 triệu rưỡi nó cũng bằng một lần full của cờ tỷ phú đấy. Bảo Phạm Grenade đã gửi 50 sao. Duy Nguyễn vế đầu chuẩn nhá. Gà ra sự kiện nhiều này để cho chuẩn bị 21U đây mà. À đù. Em bao phê thôi. 33 tỷ cũng được nhỉ. Nó không phải là Jorginho, không phải Donnarumma được rồi. Đấy, mở màn cho cái buổi livestream này bom đầu tiên. Trộn tùm lum, trộn rồi đấy, trộn rất tùm lum rồi đấy. Xin chào Quá Dương. Em xin con Rudiger nào. À, Bruno. Bruno 22 TI fake. Nếu mà 21U chỉ số cao nhất bao nhiêu á? Khởi điểm sẽ là 102 và cao nhất có thể lên hết cỡ là 106 nhé. Ui được, có hàng. Ma thú có tiền. Thực ra do hên xui thì tại MVP nó hơi nhạt thì tất nhiên thôi. Thích mở thẻ hên xui nhưng mà MVP nó sẽ nhạt. Sao lại con này? Lâm Minh chưa biết nhé, bao giờ sự kiện TI cộng 5 hãy hỏi gà đây. Ui, cộng con 5 họ tưởng cộng ta, à cộng 6. Tưởng cộng 6. Tấn ta sẽ xả TI chưa? Chưa xả nhiều nhé. Có xả nhẹ một tí ti dành cho bọn gọi là TI fake ghẻ. Tôi mà mở ra tầm 85-86 nhiều. Hai gì đấy? Đấy. Abdel Hamid, con này là chỉ số 87 đấy chưa? 87 gốc. Hải Phạm đập á? Không, đập thì do chủ tài khoản đập. Ui, con này là con củ cạc à? À đúng rồi, củ cạc thật, củ cạc 6 tỷ con này được, con này hàng Milan. Củ cạc này với hot cộng 8. Xem nào. 19 Oliver, Tottenham cũng được, son sổ chết các thứ đó. Em mở Cavani hot 8, bán được 36 tỏi rồi, ok Tuấn. Ui ơi ôi, BOE, cái này có gì? Mẹ. Ây hân, hân cái nổi, 110 chỉ số, 95 có 8 tỷ. Lởm quá. Hàng này chắc bán bù tí tiền 50.000. Đinh. Và Ngọc Minh nha, hàng cộng 8 anh không được quyền bán nhé Ngọc Minh nha. Hàng cộng 8 tất cả đều là do nick của khán giả và người ta sẽ gửi bán chứ không phải anh. Hả? Con gì đây? Ui, ra con đứng bét. Đó là con Hugo Sanchez 15 tỷ. Trời ơi, Sanchez Icon. Hỏng rồi. Vật rồi. Và đến Nick Đức Vinh chưa? Chưa em ơi, khi nào đến anh nhắn cho. À đù, cái nồi gì đâu. What the hell. Ây, mù hết cả mắt. Khốn nạn rồi. Mẹ hai con. Mở hai gói được 30 tỷ. Không bằng một con như kiểu KK. Như phải. Và ăn Nguyễn 3. Nhật. Ôi, Trường đã gửi 20 sao. Like vui vẻ nha. À bác Hải Yến đập con Diaz MC mà lên 8 rồi, ok. Sóng biển đúng không? Lần này UCL 8 này bắt đầu mua được ngon rồi. Hàng gì bẩn này? Mo à? Ui dồi ôi, à Ponsaku tưởng Mo mày chết mẹ, 42 tỷ. Ôi Ponsaku. Ponsaku LH8 mày tưởng là Mo nó thì chết mẹ. Bác Khánh phải làm con Angri à? Chưa được. Con ngon nhất thì là con Zidane thôi. Trước là tôi mở gói này con ngon nhất con Zidane LH8 hơn 400 tỷ. Chỉ số to nhất luôn. Chưa ra rô bao giờ. Bây giờ ra rô béo rô điệu là tôi lột áo ăn mừng. Gullit thì chưa lột áo được. Ui xin vả. 56 tỷ. Khá là trung bình. Khá là trung bình luôn. Xin vả LH8. Thế nào như vậy tổng kết vào thì được tầm
250 đến 260 tỷ. Còn Mbappé nữa, à, thêm 200, 208. Như vậy 12 triệu rưỡi nhé. Đây nó còn 12 tỷ nữa, tầm 280 tỷ. Tổng thu nick này đấy, 2.000 vé. Con này bán được 60 tỷ này. Con này bán được 46, bán mắc giá luôn này. Còn hai con Sanchez đèn vãi nổi này. Cay cay rất là cay. Ây hân này chắc là bù tí ti. À, Dũng Phan Tung nhé, Việt Nam Best Owner. Rồi xong, kết nhé. Rất đơn giản, một nháy. Và nick thứ hai này.